Ngành giao thông thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phương án thí điểm bãi đậu xe cao tầng lắp ghép thông minh. Xe đạp tre, một trong những dự án khởi nghiệp xanh ấn tượng. Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chuyện trưa 12 giờ ngày Chủ nhật 6 tháng 11. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Khởi nghiệp xanh đang là xu hướng, nâng cao những giá trị từ sản phẩm nông nghiệp. Minh chứng là chiếc xe đạp tre có giá trị gấp nhiều lần so với những cây tre thông thường. Bên cạnh đó là những sáng tạo thân thiện với môi trường khác. Câu chuyện sẽ có trong phần tiêu điểm của ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lợi dụng chức vụ hay công việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là câu chuyện không mới, nhưng vẫn nhiều người mất tiền của khi đặt niềm tin không đúng chỗ. Hôm qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Như Nhân tại huyện Duy Xuyên là công chức địa chính xã. Nhân nhận làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa rồi chiếm đoạt tiền lên đến hàng tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, trong thời gian công tác tại bộ phận địa chính xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Nhân lợi dụng chức vụ của mình đưa thông tin gian dối về khả năng làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, làm thủ tục giao đất, có thu tiền sử dụng đất để người dân tin tưởng giao tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, Nhân đã nhiều lần nhận tiền của người dân để làm thủ tục đất đai, nhận tiền đặt cọc để bán đất cho Ủy ban Nhân dân xã quản lý, nhận tiền để chuyển đổi mục đích từ đất màu, đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Hiện đã có trên 340 trường hợp người dân tin tưởng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa tiền cho Nhân. Qua xác minh ban đầu với 2 trường hợp, xác định Nhân đã chiếm đoạt số tiền 7,77 tỷ đồng. Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ 466 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài liệu có liên quan. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, đội chuyên trách bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại hay có dấu hiệu mắc bệnh dại, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đi trên đường và bắt những chú chó thả rông trên địa bàn. Lực lượng đi tuần bao gồm công an, dân phòng và một số thành viên của trung tâm huấn luyện chó. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều chú chó phóng uế thả rông ra ngoài công viên được đội phát hiện bắt được. Trên đường số 17, nhiều chú chó được thả rông chạy ra đường. Ngay lập tức, hai thành viên cầm vợt vây bắt, nhiều chú chó sợ hãi tháo chạy vào nhà. Nhiều người khi thấy chó của mình bị bắt vội chạy đến can ngăn xua đuổi chó chạy vào nhà để tránh né. Tuy nhiên, phần lớn đồng tình ủng hộ. Em thấy cái việc mà chó thả rông ở ngoài đường thì nó rất là kiểu mang nhiều nguy cơ. Ví dụ như chưa biết là bạn chó đó có chích ngừa hay chưa. Nếu như mà bạn ấy cắn thì sẽ vô tình gây ra bệnh. Những chú chó được đưa vào các lồng sắt để chăm sóc, nuôi dưỡng và chờ chủ chó đến nhận. Khi chủ chó đến nhận, Ủy ban Nhân dân phường sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các trường hợp vi phạm quy định và chủ sẽ nhận lại thú cưng của mình. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 9 triệu phương tiện giao thông, trong đó có khoảng 900.000 ô tô. Mỗi ngày, thành phố có hơn 1.000 phương tiện đăng ký mới, trong khi đó lại thiếu trầm trọng bãi giữ xe. Và trước thực trạng này, thì ngành giao thông thành phố vừa đề xuất phương án thí điểm bãi đậu xe cao tầng lắp ghép thông minh để giải quyết vấn đề nan giải thiếu chỗ đậu xe tại trung tâm thành phố. Do thiếu bãi giữ xe nên từ nhiều năm nay xe phải đậu cả ở lòng đường, dễ dẫn tới ùn tắc, nhất là khu vực trung tâm thành phố. Theo quy hoạch, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có 4 bãi đậu xe ngầm tại sân khấu Trống Đồng, công viên Lê Văn Tám, công viên Tao Đàn, sân vận động Hoa Lư với diện tích 930 ha đều ở quận Nhất. Sau hơn 10 năm, 3 dự án đã bị thu hồi, hiện chỉ có dự án tại sân khấu Trống Đồng còn hiệu lực. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa thể triển khai. Gần 10 năm chưa hề có bất kỳ ai mà hoàn tất thông báo chúng tôi về cái việc mà chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sân khấu Trống Đồng là bao nhiêu ạ. Hoặc là hiện giờ chúng tôi vẫn đang tiếp tục, liên tục để làm cái thủ tục và cái vấn đề này. Do việc này chưa hoàn tất thì chúng tôi chưa hề được tiếp cận nhận mặt bằng tại cái sân khấu Trống Đồng. Nhiều chuyên gia cho rằng một trong những khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư xây dựng bãi đậu xe ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là chi phí lớn, nhưng việc thu hồi vốn chậm do diện tích dành cho thương mại ít nên không hấp dẫn nhà đầu tư. Chúng ta khai thác cái cách cái quỹ đất mà nó cùng với lại những cái công trình ví dụ đường bộ hoặc là cái đường hầm metro thì chúng ta rất là tiết kiệm chi phí. Tại chúng ta xây dựng một cái bãi đậu xe mà độc lập á, thì cần chúng ta đã phải đầu tư hoàn toàn cho cái công trình bãi đậu xe đó. Còn nếu chúng ta cập theo cái tầng hầm metro thì gần như tầng hầm nó có sẵn cái ba mặt rồi, chúng ta chỉ tựa thêm một mặt vô nữa.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất phương án bãi đậu xe cao tầng lắp ghép thông minh với chi phí thấp hơn so với bãi đậu xe ngầm, không tốn quá nhiều diện tích, lắp đặt nhanh và có thể tăng số lượng vị trí đậu xe bằng cách lắp ghép các block lại với nhau. Trung tâm giao thông công cộng để nghiên cứu có thể là chỉ ra các cái vị trí và từ đó thì mời gọi các cái nhà đầu tư quan tâm để có thể thực hiện. Và sau khi mà các bên có cái sự thống nhất với nhau về sơ bộ thì sẽ báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bãi đậu xe cao tầng lắp ghép thông minh được nhận định là giải pháp tối ưu và khả thi ở thời điểm này, vừa giải quyết nhu cầu đậu xe vừa hạn chế ùn tắc khu vực nội đô. PS hiểu rằng 4 trên 5 trẻ em Việt Nam bị sâu răng. Hãy cho trẻ dùng PS lấp đầy các lỗ sâu li ti, đồng thời tạo lớp bảo vệ vượt trội giúp người sâu răng tối đa. Để trẻ có thể khôn lớn cùng nụ cười tự tin, PS bảo vệ nụ cười Việt Nam. Ai giàu đệ nhất, cung phở đệ nhất, quay số giàu bung nổ. Wow, 23 giải 100 triệu, 2023 giải 1 triệu. Tiền nóng về tài khoản vẫn chưa trúng, còn 5.000 giải may mắn phút chót. Đệ nhất vợ, đệ nhất giàu, đón năm mới. Bệnh viện Thái Minh đã được nghiên cứu hiệu quả cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau bao tử với các biểu hiện ở hơi, ở chua, nóng rát ở vùng ngực, đau dạ dày. Bệnh viện Thái Minh nay đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên đến 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Viêm khớp dạng thấp gây cứng, sưng, nóng, đau dữ dội các khớp, nhất là cổ tay, cổ chân, bàn ngón tay chân, thoái hóa khớp gối gây lục cục đau cứng khớp, nhất là khi đứng lên, ngồi xuống, thoái hóa đốt sống cổ gây lạo xạo, đau cứng cổ gáy, vai, cánh tay, bàn tay, thoái hóa đốt sống lưng gây đau lưng âm ỉ hoặc từng cơn đau thần kinh tọa, tê bại chân tay. Đau khớp là bệnh mãn tính có thể gây biến dạng khớp, tàn phế. Xương khớp nhất nhất tăng khí huyết thông kinh lạc, chỉ viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp gối, thoái hóa gai đôi cột sống, làm hết sưng đau cứng khớp, tê bại chân tay, hạn chế hiệu quả bệnh khớp tái phát. Xương khớp nhất nhất đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Trang phục Linh Blue đã được nghiên cứu chứng minh có tác dụng giảm co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chứng bụng, đi cầu nhiều lần. Trang phục Linh Blue cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm triệu chứng sau 2 tháng sử dụng. Chị Liên bị viêm đại tràng co thắt, đau quặn dữ dội bụng dưới, điểm đau di chuyển, bụng căng, đầy hơi, thi thoảng nổi cục cứng, đi ngoài khi rắn, khi lỏng. Chị uống thuốc đại tràng để điều trị và hạn chế bệnh tái phát. Anh Kiên bị viêm đại tràng mãn tính, đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, sôi bụng, đi ngoài nhiều lần buổi sáng, bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, dầu mỡ, đồ lạ là đi ngoài. Anh uống thuốc đại tràng, các triệu chứng đã hết và nay bệnh vẫn chưa tái phát. Thuốc đại tràng nhất nhất trị viêm đại tràng co thắt, viêm đại tràng cấp mãn tính, làm hết đau bụng dưới, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu, đầy bụng, sôi bụng, tiêu chảy, giúp hạn chế bệnh tái phát. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Dùng kem đánh răng PS trắng răng tự nhiên mới với khả năng làm trắng răng của muối hồng và than hoạt tính cho nụ cười trắng trưởng tự nhiên. Nay bổ sung thêm khoáng kẽm giúp kháng khuẩn và bảo vệ răng miệng toàn diện cho cả gia đình. PS bảo vệ nụ cười Việt Nam. Đến hẹn lại lên, cứ vào độ đầu tháng 11 thì hoa cúc họa mi ở Hà Nội lại nở rộ. Thời tiết những ngày cuối thu có nắng đẹp, để lại nhiều ấn tượng và niềm yêu thích cho những ai đến với thủ đô. Đây là thời điểm các bạn trẻ lựa chọn để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất bên những vườn cúc họa mi đang bùng nở. Những ngày cuối thu có nắng đẹp, nhiều thiếu nữ Hà Thành đã đổ về thảo nguyên hoa Long Biên, phường Long Biên, quận Long Biên, ngắm hoa và chụp ảnh. Cúc họa mi là loại hoa dễ trồng, tuy nhiên thời gian nở chỉ khoảng vài tuần. Hoa có màu trắng mút, nhụy vàng, mang vẻ đẹp vừa hoang dại, vừa lãng mạn, được nhiều người yêu thích. Thảm hoa rộng khoảng hơn 2.000m2 với hơn 10.000 gốc hoa cúc họa mi đang ở độ nở rộ rất đẹp. Anh Trương Thế Hùng, chủ vườn thảo nguyên hoa Long Biên cho biết, do nhà vườn đã có kinh nghiệm nhiều năm trồng cúc họa mi nên đã nắm bắt được tập tính. Chính vì vậy mà năm nay hoa nở trước khoảng gần một tháng. Cúc họa mi đợt này rất khỏe, cho ra cánh dày, bông to, có thể nói là được mùa hoa. Mỗi mùa họa mi chỉ kéo dài từ 2 tới 3 tuần. Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh đẹp nhất của cúc họa mi là thường vào sáng sớm nắng nhẹ hoặc là cuối chiều khi trời chuyển màu hoàng hôn. Trào lưu chụp ảnh với cúc họa mi xuất hiện ở Hà Nội nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Bởi lẽ ngoài vẻ đẹp mong manh, cúc họa mi đặc biệt chỉ ra hoa duy nhất một lần trong năm khi thời tiết bắt đầu chuyển dần sang đông. Thưa quý
quý vị, khi biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường là thách thức lớn của nhân loại, thì việc tìm kiếm những giải pháp công nghệ, những mô hình kinh doanh theo hướng xanh hóa, đồng thời bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển bền vững, đang được nhiều quốc gia quan tâm. Tại Việt Nam, khởi nghiệp xanh còn khá mới mẻ, nhưng nhiều tín hiệu cho thấy xu hướng người Việt chi tiêu nhiều hơn cho sản phẩm xanh. Và đây là tín hiệu để tạo ra tiềm năng lớn cho các start-up xây dựng mô hình kinh doanh bền vững. Đây là chiếc xe đạp tre của Việt Nam. Khung tre được ghép từ rất nhiều thanh tre được trồng ở Thanh Hóa, Việt Nam. Một cây tre thông thường giá khoảng 30.000 đồng. Một chiếc xe đạp tre này giá hơn 60 triệu đồng. Rõ ràng nếu bán tre như là nguyên liệu thô thì giá rất rẻ. Còn bán xe đạp tre như sản phẩm sáng tạo, giá trị tăng lên hàng trăm lần. Nếu mà chúng ta biết tận dụng những cái thế mạnh từ cây tre Việt Nam và chúng ta áp dụng công nghệ vào để tạo ra những cái vật liệu hoàn hảo, thì cây tre thực sự là nó có phát huy được rất nhiều giá trị lớn. Những chiếc xe máy điện chở hàng này là sản phẩm của một công ty khởi nghiệp Việt Nam. Giá xe chỉ rẻ bằng một nửa hoặc là 1/3 so với xe máy thông thường. Chiếc xe này cũng chở được nhiều hàng hơn và hơn cả, tiết kiệm hơn rất nhiều so với xe chạy xăng khi giảm đến 50% chi phí bảo trì và 25% chi phí nhiên liệu. Toàn bộ từ khâu sản xuất, thiết kế, lắp ráp đều do các kỹ sư Việt Nam chủ động và sáng tạo nên. Chúng ta sẽ phát triển các cái gọi là cây xăng thế hệ mới. Tức là mình sẽ phát triển các cái trạm đổi pin tự động tương tự như là cái bán nước tự động ở khắp mọi nơi, thì mọi người có thể vào đấy và đổi pin khi mà mình hết cái nguồn năng lượng và với cái giá thành còn rẻ hơn cả xăng. Với tính khai thi cao lại thân thiện với môi trường, các dự án khởi nghiệp xanh trên đã thu hút được hàng triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư. Tiềm năng thu hút vốn lớn cho các dự án khởi nghiệp xanh tập trung vào các lĩnh vực vật liệu mới, may mặc, nông nghiệp, sản xuất. Khi đã nói công nghệ xanh, chắc chắn là công nghệ cao, giúp cho không thâm dụng các nguyên vật liệu, đặc biệt là những cái tài nguyên thiên nhiên, tiến tới đạt cái năng suất lao động rất là cao, tạo ra những cái giá trị gia tăng cao tại nội địa. Mà điều đó thì nó sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và đóng góp trực tiếp vào phát triển chất lượng cũng như câu chuyện phát triển bền vững. Các cái cơ chế chính sách rồi các cái quy định của pháp luật cũng sẽ phải tiếp tục sửa đổi bổ sung theo hướng là tăng trưởng xanh cũng như là giảm phát thải carbon, để đến năm 2050 thì là phát thải carbon về zero. Thì đây cũng là một cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp startup và các cái doanh nghiệp của Việt Nam. Thống kê của Nissan, một công ty nghiên cứu thị trường và quảng bá toàn cầu về người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, đã chỉ ra 80% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết xanh và sạch, sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường. Nhiều chuyên gia cho rằng sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng trong bối cảnh dịch Covid-19 sẽ vừa là cơ hội, vừa là thách thức startup trong việc sản xuất sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và coi đó như là một tiêu chuẩn cho các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Trong phần tiếp theo của chương trình, khoảnh khắc xe tải trượt xoáy đâm vào nhà dân. Thả diều khổng lồ đầy màu sắc để xua đuổi tà ma. Vương miện hoa khôi Nam Bộ 2022 đã tìm được chủ nhân. Concept mới, Thermax 3 cực với sức mạnh làm sạch cùng tác động đánh bay vi khuẩn cho hơi thở Thermax dài lâu. Để khi cơ hội ngàn năm đến là đủ ai cản nổi. Concept mới, Thermax 3 cực tự tin sát gần nhau. Xương khớp bị thoái hóa gây ra viêm khớp đằng nhất xương khớp. Vi xương khớp Bách Niên Kiện chứa chiết xuất vỏ liễu và cây móng quỵ hỗ trợ giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, tăng khả năng vận động cho người bị viêm khớp. Bách Niên Kiện hỗ trợ người viêm khớp, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp. Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xoắn, tiểu không kiểm soát là triệu chứng ở người bị bàng quang tăng hoạt, OAB và người lớn tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ít điều khang, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xoắn, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt, OAB. Bạn bị đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, đau lan xuống bả vai, cánh tay, cẳng tay, bàn ngón tay, đau nhiều về đêm, trời lạnh, giơ tay, cúi, nghiêng, quay đầu càng đau. Bạn bị tê bì, châm chích, mất cảm giác nhất là ở ngón tay út, ngón thứ tư, bàn tay, cẳng tay, cánh tay, mất cảm giác ở ngón chân, bàn chân, cẳng chân, lan lên đùi mông làm mất ngủ. Đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay chủ yếu là do thiếu máu đến vai gáy, các chi, nên hướng điều trị hiệu quả nhất chính là thuốc hoạt huyết tăng cường lưu thông máu.
Thuốc hoạt huyết nhất nhất tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chi làm hết đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, hoạt huyết nhất nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Đà khô, khó thở là những triệu chứng ở người mắc các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạng và phổi tắc nghẽn mạng tính. Bạo khí khang giúp giảm tái phát hen suyễn, viêm phế quản mạng, phổi tắc nghẽn mạng tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bạo khí khang giúp 96,7% người dùng giảm đàm, ho, khó thở. Chị Hạnh bị trĩ nội chảy máu rất nhiều, chị uống thuốc trĩ nhất nhất, dù sau 3 ngày đã cầm máu nhưng chị vẫn uống tiếp hết đợt 3 tháng để bền thành mạch, ngăn ngừa tái phát. Bác Hiển bị trĩ, sưng, đau rát vùng hậu môn rất khó chịu. Bác uống đợt thuốc trĩ nhất nhất và mới sau 1 tuần, sưng, đau rát đã hết. Bà Mai bị trĩ ngoại, búi trĩ xa ra ngoài nên đi vệ sinh rất phiền phức. Trĩ đau rát khó chịu, nhất là khi ngồi. Bà uống thuốc trĩ nhất nhất và chỉ sau 10 ngày búi trĩ bắt đầu co lại rồi biến mất sau 2 tháng. Chú Tấn bị trĩ độ 4 hơn chục năm, búi trĩ không co lên được nên phải cắt nhiều lần mà vẫn tái phát. Lần này sau khi cắt trĩ, chú uống đợt thuốc trĩ nhất nhất và giờ sau gần 1 năm vẫn chưa thấy bệnh trĩ tái phát. Thuốc trĩ nhất nhất giúp chống chảy máu, cầm máu, làm hết sưng, đau rát vùng hậu môn, làm bền vững thành mạch, làm co các búi trĩ, ngăn ngừa bệnh trĩ tái phát. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Mở đầu camera cà phê ngày hôm nay là đoạn video ghi lại cảnh một vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường làng đã khiến cho ai nấy đều khiếp sợ. Theo đó, một chiếc ô tô tải phóng với tốc độ cao, khi gặp chướng ngại vật liền phanh gấp vượt ẩu, dẫn đến tình trạng xe mất lái, đâm sầm vào nhà dân. Hậu quả khiến chiếc xe bị hư hại nặng, tài xế văng khỏi cabin, nhà dân bị hư hỏng. Cánh cổng sắt mà xe tải đâm vào bị méo mó, biến dạng. Dù việc xảy ra giờ trưa nên đường khá vắng vẻ, tài xế từ buồng lái văng ra đường. Tiếp tục chương trình là đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên điều khiển xe máy đến trước một nhà người dân trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh rồi trộm cắp xe ba gác khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Vụ trộm xảy ra vào rạng sáng ngày 2 tháng 11 tại một nhà dân nằm trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 5 quận 8. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy có hai thanh niên trùm kín người điều khiển xe máy xuất hiện trước con hẻm trên và đảo nhiều vòng quan sát. Lát sau, một người ra gần đó đứng cảnh giới, người còn lại tiến vào trong bẻ khóa, đẩy chiếc xe ba gác máy của nạn nhân đi. Sự việc diễn ra trong thời gian chưa đầy 3 phút. Cho trẻ em sử dụng điện thoại là điều hết sức nguy hiểm, bởi vì không ít vụ cướp tài sản khi trẻ em đang chơi điện thoại. Tình huống sau đây một lần nữa cho thấy rõ điều này. Theo đó, vụ việc xảy ra tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Một bé trai mặc áo màu đỏ đang đứng cạnh xe máy xem điện thoại, chờ mẹ đi ra, thì bất ngờ bị một đối tượng đi ngược chiều áp sát, giơ tay giật điện thoại hiệu iPhone rồi tẩu thoát. Do vụ việc diễn ra quá nhanh nên cháu bé bị giật mình, không thể làm gì khác hơn. Tiếp theo chương trình là đoạn clip do camera giám sát tại một cửa hàng điện thoại ghi lại được tình huống khiến cho nhiều người xem không khỏi trầm trồ về phản xạ nhanh như chớp của người mẹ đã cứu con của mình khỏi gặp nạn khi ngã từ trên ghế sofa xuống dưới sàn nhà, thưa quý vị. Trong một cửa hàng bán điện thoại, người lớn đang mãi bán hàng nên để một cháu bé nằm một mình trên ghế sofa. Không ai chú ý, tới khi cháu bé tự lấy lật sấp mình nằm nghiêng ra sát mép ghế. Nghe tiếng bé khóc, người phụ nữ chạy như bay tới kịp đúng lúc đỡ cháu lăn từ trên ghế xuống đất. Mới đây một sự kiện đặc biệt được tổ chức ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, đó là lễ hội thả cừu. Chúng ta hãy cùng xem đường phố tại thủ đô Tây Ban Nha trở nên sôi động như thế nào cùng với sự đổ bộ của hàng trăm chú cừu, quý vị nhé. Lễ hội thả cừu là một sự kiện truyền thống của người Tây Ban Nha nhằm duy trì giống cừu bản địa đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, đồng thời bảo vệ các quyền chăn thả truyền thống trước sự gia tăng của quá trình đô thị hóa. Cùng với nhiều gia công và vũ công trong những trang phục truyền thống đã có từ hàng thế kỷ trước, đoàn cừu diễu hành đi qua một số địa điểm trước khi dừng chân tại tòa thị chính. Bắt đầu từ năm 1994, sự kiện thường niên này cho phép người chăn cừu sử dụng các tuyến đường truyền thống để lùa đàn gia súc từ miền Bắc Tây Ban Nha tới những đồng cỏ miền Nam. Hàng năm, lễ hội độc đáo này luôn thu hút nhiều người dân địa phương và du khách xếp hàng dọc hai bên đường để xem cuộc diễu hành của đàn gia súc. Văn hóa Mexico xem cái chết là chủ đề của lễ hội. Các nghi lễ diễn ra trong niềm hân hoan, vui tươi và thể hiện sự tưởng nhớ, cũng như sự trò chuyện của người sống với những người thân đã qua đời. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá điều đó qua cuộc diễu hành đầy thú vị ngay sau đây. Hàng ngàn người chen chúc dọc theo đại lộ Avenida de la Reforma, rộng lớn qua trung tâm thủ đô Mexico City để xem cuộc diễu hành ngày tưởng nhớ người chết.
Trong trang phục của các nhân vật trong văn hóa dân gian, Đoàn Khiêu Vũ xuất hiện cùng những người diễu hành qua các đường phố. Với niềm tin người chết có thể trở về, các hoạt động tưởng nhớ được người dân Mexico tổ chức từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 2 tháng 11. Trong đó, ngày đầu dành tưởng nhớ trẻ em và ngày thứ hai để tưởng nhớ người lớn đã mất với nhiều lễ vật như bánh pan de muerto và rượu tequila. Mỗi năm cứ đến đầu tháng 11, người dân lại chứng kiến cảnh tượng những con diều khổng lồ đầy màu sắc bay trên bầu trời ở thành phố Santiago Zacatepeques của Guatemala. Và phong tục này đã có lịch sử gần 300 năm, là cách mà người dân địa phương gửi thông điệp đến các linh hồn người thân và đồng thời là xua đi những linh hồn xấu. Những con diều kích thước to lớn này thực sự là những tác phẩm nghệ thuật. Chúng có đường kính từ 24 đến 30 mét, được chế tạo công phu và đòi hỏi sự kiên trì trong 4 đến 6 tháng ròng trước khi lễ hội thả diều diễn ra. Từ sáng sớm, những con diều ấn tượng đã được mang đến bãi thả diều, nhưng chúng chỉ được thả lên trời lúc hoàng hôn. Nhiều người buộc những thông điệp viết tay vào đuôi diều để gửi cho người thân đã khuất, rằng gia đình và bạn bè ở trần gian vẫn nhớ đến họ. Nhiều người tin rằng đây là cách để giúp các linh hồn từ thiên đường trở về trần gian. Lễ hội độc đáo này thu hút hơn 130.000 du khách mỗi năm. Suprivet Gold cung cấp dinh dưỡng toàn diện với vitamin nhóm B và kẽm giúp ăn ngon miệng, tryptophan cải thiện giấc ngủ, glucoraphanin tăng đề kháng, canxi giúp xương khớp khỏe. Suprivet Gold dinh dưỡng toàn diện, ăn ngủ ngon. Liệu con có thể chống lại virus, vi khuẩn trong khoảng trống miễn dịch? Colos Baby với sữa non Colos IgG 24 giờ bổ sung lượng kháng thể IgG cao giúp con trở thành nhà vô địch miễn dịch. Colos Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện từ bên trong. Cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỷ đồng chào laptop đến giáo viên vùng xa khi mua hộp bánh Danisa để tặng thầy cô, và hãy đề cử thầy cô nhận laptop thông qua Danisa món quà tri ân.com. Tham gia ngay cùng Danisa và Hen nhé. Thầy đồ nào con yêu, mềm chưa nè? Du ba du ba ba du ba. Comfort cho da nhạy cảm mềm mại hơn với công thức gấp đôi mềm dịu. Comfort cho da nhạy cảm gấp đôi mềm dịu, bé chạm là yêu. Testosterone là nội tiết tố quan trọng đối với sức khỏe nam giới. Sau tuổi 30, nồng độ testosterone giảm dần, trung bình mỗi năm giảm từ 1 đến 2%, dẫn đến nam giới suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Veganam Tâm Bình, top 1 hàng Việt Nam, được người tiêu dùng yêu thích, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, đại bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, cải thiện triệu chứng mãn dục nam và giảm tiểu đêm do thận yếu. Veganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Rối loạn giấc ngủ rất đa dạng, không buồn ngủ, khó đi vào giấc ngủ, ngủ chập chờn, không sâu, thức ngủ nhiều lần, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc trằn trọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại thiếp đi, sáng dậy thiếu ngủ mệt mỏi, ban ngày ngủ gà ngủ gật. Rối loạn tiền đình gây chóng mặt, cảm giác quay cuồng, choáng váng, bồng bềnh, mất thăng bằng. Chóng mặt có thể xảy ra đột ngột khi ngồi dậy, đứng lên gây choáng váng, say sẩm, đi đứng loạng choạng, hoặc xuất hiện các cơn chóng mặt nhẹ dai dẳng mãn tính. Bạn bị đau đầu, đau nửa đầu, đau nhức đầu lâu ngày không khỏi, đau nhói có thể chỉ xoáy vào một điểm cố định như dùi đâm, đau có thể di chuyển giữa đỉnh đầu, trán, vùng mắt, thái dương, lan đến vùng chẩm, vai, gáy, đau tăng lên khi làm việc căng thẳng. Bạn bị suy giảm trí nhớ, chậm nhớ, chóng quên, thường xuyên quên những việc hàng ngày như ví tiền, khóa cửa. Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do thiếu máu lên não, nên hướng điều trị mới hiệu quả nhất chính là thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não. Thuốc hoạt huyết nhất nhất tăng cường máu lên não, làm hết đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, làm hết đau mỏi vai gáy, tăng cường máu đến các chi, làm hết tê bì chân tay, hoạt huyết nhất nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Mì gấu đỏ, hành phi bột nắng, thơm ngon nước mũi. Đây, sợi mì cải tiến, dai giòn chính hiệu, dai giòn chính hiệu. Xin giới thiệu sợi mì mới có thể dùng cách truyền thống, lẩu, xào, canh đều rất ngon. Mì gấu đỏ tôm chua cay, dai giòn chính hiệu. Bé sinh bị viêm amidan, sốt, mệt, cổ họng sưng đỏ, nuốt rất đau. Mẹ xịt xịt họng nhất nhất cho bé và chỉ sau 4 ngày amidan đã khỏi. Bị viêm họng hạt nên anh Tuấn thấy họng vướng, ngứa, khô rát và ho nhiều, nhất là vào buổi sáng. Anh xịt xịt họng liên tục và chỉ sau hơn 1 tháng các hạt viêm đã biến mất. Bác Ngân là tín đồ của xịt họng nhất nhất, bị ho, xịt, ngứa họng, xịt, đau rát họng, xịt trước khi đi ngủ, xịt, thay đổi thời tiết hay uống đồ lạnh, bác xịt để đề phòng viêm họng, ho. Xịt họng nhất nhất thường cắt ngay cơn ho trong 10 phút, hãy xịt ngay khi ngứa họng để ngăn chặn cơn ho. Đã có xịt họng nhất nhất hương cam cho trẻ em. Anh Hoàng bị viêm da, nóng rát, ngứa ngáy rất khó chịu với các ban màu đỏ, nổi mẩn, mụn nước, chóc vẩy, sần sùi. Anh bôi kem nhất nhất và ngứa rát hết tức thì, còn các ban đỏ biến mất sau vài ngày. Cô Mơn làm ruộng, mỗi lần bị nấm ngứa kẽ chân là cô bôi kem nhất nhất và nấm ngứa biến mất chỉ sau vài ngày. Bị bỏng nước sôi, bác Hà bôi ngay kem nhất nhất và rất hài lòng vì vết bỏng không hề bị phồng rộp, nóng rát và lành rất nhanh.
anh Thành bị vết thương rỉ nước, hàng ngày anh bôi kem nhất nhất rồi băng lại, vết thương khô nhanh và khỏi sau vài tuần. Bé Đức bị ong mật đốt, sưng tấy đỏ, ngứa gãi xước cả da, mẹ bôi kem nhất nhất cho bé và bé hết ngứa sau vài phút, vết đốt lành nhanh sau vài ngày. Kem nhất nhất sát trùng, giảm ngứa, tiêu viêm, làm giảm nấm ngứa, viêm da, mề đay, chàm, vẩy nến, rời leo, côn trùng đốt, giúp lành nhanh vết bỏng, vết thương, chống lên da non, ngăn ngừa sẹo. Kem nhất nhất. Chào thầy ạ. Thầy bảo tụi con cứ không ngừng hoàn thiện là trả ơn thầy. Luôn món quà hoàn mỹ từ 1846, tri ân người dẫn lối. Tối qua, đêm chung kết cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2022 lần thứ 2 chính thức diễn ra tại Cần Thơ. Sau hơn 5 tháng kể từ ngày khởi động thì thí sinh Lê Thị Kiều Nhung đến từ tỉnh Trà Vinh đã vượt qua 21 thí sinh khác để giành vương miện Hoa Khôi Nam Bộ 2022 được chế tác bằng trầm hương. Mở màn đêm chung kết, phần thi trang phục dân tộc được thiết kế vô cùng công phu, vừa thể hiện nét đặc trưng các dân tộc lại tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của người thiếu nữ. Kế đến là màn trình diễn bikini, trang phục dạ hội, các thí sinh cùng nhau diện áo bà ba ở màn thi cuối cùng. Tại đây, buổi cái đẹp trình diễn như một đại sứ gửi gắm thông điệp nhắc nhở về quá trình hình thành, phát triển và kết nối của vùng đất phương Nam. Trải qua 4 giờ tranh tài của các cô gái, người đẹp Lê Thị Kiều Nhung đến từ Trà Vinh xuất sắc trở thành Hoa Khôi Nam Bộ 2022. Người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ nhận vương miện được chế tác với nguyên liệu chính từ thiên nhiên là trầm hương. Và phần thưởng đặc biệt dành riêng cho top 5 Hoa Khôi Nam Bộ 2022, mỗi người một cây gỗ của các vị thần, dự kiến mỗi cây có từ 5 đến 15kg trầm hương. Mới đây, tại dinh thự Tổng lãnh sự quán Pháp của thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi trình diễn và thưởng thức ẩm thực từ táo Pháp. Tại buổi giới thiệu có sự góp mặt của bà Emmanuel Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Hiệp hội Liên ngành Rau quả tươi Pháp Interfel, là tổ chức quy tụ toàn bộ các đơn vị hoạt động trong ngành hàng rau củ quả tại Pháp. Sự kiện giới thiệu đến công chúng những loại táo đặc trưng của nước Pháp với tiềm năng nhập khẩu lớn của Việt Nam. Đặc biệt hơn, trong không khí ấm cúng, các khách mời đã được theo dõi màn chế biến món ăn đặc sắc từ táo Pháp do đầu bếp Charles Sochin thực hiện. Sau thời gian hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc Unify, Cody Nam Võ mới đây đã chính thức giới thiệu dự án âm nhạc solo đầu tay MV Ảo Thật Đấy cùng EP đầu tay mang tên Codynamic. Toàn bộ các ca khúc trong dự án solo lần này đều do Cody Nam Võ sáng tác và tham gia vào các khâu sản xuất âm nhạc. EP Codynamic gồm 5 ca khúc, trong đó MV Ảo Thật Đấy. Đây là một bản rap hip hop and house được Cody Nam Võ chăm chút từ phần lời đến phần nhạc nhằm thể hiện hết cá tính của anh trong sản phẩm solo đầu tay này. Nếu mọi người đã quá quen với những kịch bản tình yêu mang đậm dấu ấn cuộc sống thân thấy, thì MV Ảo Thật Đấy bước vào một thế giới tình yêu trong tưởng tượng đầy độc đáo. Để nói về hình ảnh lần này thì em sẽ mang tới một cái hình ảnh người nghệ sĩ nhìn nó có vẻ lạ hơn một xíu. Để em mong muốn là sẽ góp phần được cho cái thị trường âm nhạc của mình sẽ đa dạng và phong phú và màu sắc hơn. Và còn về âm nhạc thì em lần này em muốn cho mọi thứ mang tới niềm vui và sự giải trí cho mọi người. Thế nên là em chọn một cái thể loại nhạc là nhạc house và dùng với rap hip hop thì để có thể mang được cái năng lượng vui vẻ nhất và làm cho mọi người vui và bùng nổ cùng bài hát của em. Ngoài nhân vật chính là Cody, MV còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời như Đặng Trần Nhậm, Tùng Maru, Soho, Otis, Phạm Đình Thái Ngân, những người bạn thân thiết của anh trong cuộc sống từ ngày. Phim điện ảnh Lật Mặt Tấm Vé Định Mệnh hiện đang bước vào giai đoạn ghi hình và dự kiến ra mắt công chúng vào tháng 4 năm sau. Và mới đây thì đạo diễn Lý Hải đã khiến khán giả thích thú khi hé lộ về hậu trường phim với một hoạt động vô cùng đặc biệt. Trong hậu trường phim trường Lật Mặt Tấm Vé Định Mệnh, ba diễn viên Quốc Cường, Tiết Cương và Tú Tri vừa được đạo diễn Lý Hải cùng ekip tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ ngay tại trường quay. Theo đó, để không khí thêm phần vui vẻ, Lý Hải đã có màn đùa vui khiến nhân vật chính bất ngờ. Theo đó, sau một cảnh quay, anh thể hiện vẻ không hài lòng, chỉnh nắng diễn xuất cho diễn viên. Sau một hồi trao đổi, nam đạo diễn đột ngột ra ngoài và quay lại với dàn bánh kem trong tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật, khiến cho các diễn viên không khỏi xúc động. Dù chưa tiết lộ nội dung cụ thể, nhưng Lật Mặt 6 Tấm Vé Định Mệnh tiếp tục sẽ do Lý Hải viết kịch bản và làm đạo diễn. Phim sẽ được quay gần 90% ở các tỉnh miền Tây. Lý Hải chia sẻ miền Tây sông nước là quê hương của anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh đưa bối cảnh này lên màn ảnh rộng. Phim dự kiến ra mắt khán giả trong dịp lễ 30 tháng 4 năm 2023.
Chuyện trưa 12 giờ ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Phương Linh và Kiều Ngân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 12 giờ trên kênh HTV7, HTV9 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.